Chiều 9 tháng 11, Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN thông tin về việc tăng giá điện đợt 2 năm 2023. Theo đó, EVN đã có quyết định điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm 4,5% từ hôm nay 9 tháng 11. Cụ thể, giá bán lẻ điện bình quân tăng lên mức 2.006,79 đồng 1 kWh, chưa bao gồm thuế VAT. Trước khi điều chỉnh, giá bán lẻ điện bình quân là 1.920,3732 đồng trên 1 kWh, được điều chỉnh từ ngày 4 tháng 5 năm 2023 theo quyết định số 377 của EVN. Như vậy, giá bán lẻ điện bình quân tăng thêm hơn 86,41 đồng trên 1 kWh so với mức cũ. Kể từ đầu năm đến nay, EVN hai lần điều chỉnh giá điện và thực hiện trong thẩm quyền mà EVN được phép, với mức tăng 3% và 4,5%. Sau hai lần điều chỉnh trong năm nay, giá điện đã tăng thêm hơn 142,35 đồng trên 1 kWh. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị liên quan triển khai thí điểm mô hình thu phí điện tử không dừng đối với các dự án cao tốc Diễn Châu, Bãi Vọt, Nha Trang, Cam Lâm và Cam Lâm, Vĩnh Hảo theo mô hình đầu vào không có battery, đầu ra có battery, không có làn thu phí hỗn hợp. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nghiên cứu lựa chọn tốc độ phù hợp ở làn ra, hạn chế tối đa việc điều chỉnh thiết kế nhưng vẫn đảm bảo tốc độ xử lý của hệ thống, tối ưu khả năng thông hành và đảm bảo an toàn cho phương tiện. Theo nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khoảng ngày 12 hoặc ngày 13 tháng 11, một đợt không khí lạnh có cường độ từ trung bình đến mạnh có thể tràn xuống nước ta, gây ra đợt rét diện rộng đầu tiên của mùa đông năm nay ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Nhiệt độ thấp nhất ở miền núi phía Bắc trong đợt rét này có thể xuống mức 15 độ C. Các khu vực khác nền nhiệt cũng xuống thấp hơn so với các đợt không khí lạnh vừa qua. Mùa đông năm nay đến muộn và được nhận định ấm hơn trung bình nhiều năm. Song theo nhiều chuyên gia khí tượng, đợt rét sắp tới sẽ thực sự rét và là đợt rét đầu tiên ở miền Bắc trong mùa đông năm nay. Ngày 9 tháng 11, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hiệp, huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định xác nhận tại địa phương vừa xảy ra vụ tai nạn lao động trong quá trình thi công hạ tầng ngầm đường điện của công trình di dời hệ thống điện phục vụ xây dựng cao tốc Bắc Nam khiến hai công nhân tử vong. Nạn nhân được xác định là ông NT, 55 tuổi và CT, 52 tuổi, cùng ở xã Cát Khanh, huyện Phù Cát, là công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn Thuận Hưng có trụ sở tại phường Nhân Bình, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định. Trước đó, vào chiều 8 tháng 11, ông NT và CT bị đất vùi lấp dưới rãnh kênh mương thuộc thôn Trà Bình Tây, xã Mỹ Hiệp. Các công nhân tìm cách đưa nạn nhân lên, nhưng cả hai đều đã tử vong. Theo lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Mỹ Hiệp, những ngày qua trên địa bàn có mưa lớn nên quá trình thi công đầu kênh mương sâu, đất mềm lún dễ sạt đổ. Khi hai công nhân đang cúi người làm việc dưới mương thì bất ngờ có đất sạt lở vùi lấp tử vong. Ngày 9 tháng 11, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh hoàn tất kết luận điều tra, chuyển Viện kiểm sát nhân dân cung cấp đề nghị truy tố Trần Cẩm Tú, sinh năm 1972 và Nguyễn Khắc Việt, sinh năm 1976 cùng về tội vận chuyển tiền giả. Tháng 9 năm 2021, Việt mua 12 cọc tiền tẩm màu đen, mỗi cọc 100 tờ, mệnh giá 100 đô la Mỹ một tờ của Hùng ở quán cà phê trên đường Nguyễn Chí Thanh, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh với giá 30 triệu đồng. Tháng 8 năm 2022, người phụ nữ người Thái Lan tên Kim Hen đến Việt Nam chơi và gặp Tú tại quán cà phê ở quận 1 để nhờ Tú tìm mua lượng lớn đô la Mỹ giả với giá khoảng 5.000 đô la Mỹ thật cho 1.000 tờ đô la Mỹ giả. Sau đó, Tú gặp Việt bàn vụ mua bán và thống nhất mang số đô la Mỹ giả sang Thái Lan bán để lấy tiền lời chia đôi. Ngày 15 tháng 9, cả hai mang hai vali tiền đô la Mỹ giả ra sân bay Tân Sơn Nhất để đi Thái Lan thì bị cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 10.518 tờ đô la Mỹ giả, mệnh giá 100 đô la Mỹ một tờ, tương đương tổng cộng hơn 1 triệu đô la Mỹ. Bộ Giao thông Vận tải vừa yêu cầu các đơn vị liên quan đình chỉ thi công nhà thầu, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm trong vụ sập tấm đan khiến hai công nhân tử vong tại dự án cao tốc đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt ngày 8 tháng 11. Hiện công ty cổ phần đầu tư Phúc Thành Hưng là doanh nghiệp dự án đã yêu cầu dừng mũi thi công nơi xảy ra sự cố để phục vụ cho công tác bảo vệ hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp là nhà thầu thi công đã phối hợp với cơ quan chức năng liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết khắc phục hậu quả sự cố. Trước đó, vào 9 giờ 30 phút ngày 8 tháng 11, tại vị trí thi công cống hợp thoát nước đường gom dân sinh thuộc gói thầu XL01, dự án đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt trên địa bàn xã Hưng Đạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An đã xảy ra vụ tai nạn lao động. Trong quá trình thi công tháo dỡ ván khuôn tường thân ống của nhà thầu công ty trách nhiệm hữu hạn Đại Hiệp, hai công nhân cùng trú tại xã Quỳnh Thuận và xã Quỳnh Thọ, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An đã gặp nạn và tử vong.
Ngày 9 tháng 11, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Lê Ngọc Quý 24 tuổi, Bùi Ngọc Thanh 33 tuổi và Vương Huỳnh Phúc 19 tuổi, cùng trú tại huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa về hành vi cho vay nặng lãi trong giao dịch dân sự. Khoảng tháng 2 năm 2023, Quý từ Thanh Hóa vào tỉnh Đắk Nông thuê trọ ở và hoạt động tín dụng đen. Quý thuê thêm Phúc và Thanh làm cùng. Tính từ tháng 3 năm 2023 đến ngày bị bắt, Lê Ngọc Quý và đồng bọn đã cho khoảng 100 người dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông vay. Quý lập tài khoản Facebook chạy quảng cáo với nội dung vay không cần tài sản thế chấp cho những người có nhu cầu vay từ 5 triệu đồng đến 30 triệu đồng một người bằng hình thức trả góp cả gốc và lãi theo ngày với lãi suất từ 451% một năm đến 556% một năm. Bên cạnh đó, các đối tượng thu phí hồ sơ, xăng xe, tiền điện thoại từ 300.000 đến 1,2 triệu đồng. Bước đầu, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Gia Nghĩa đã xác minh và làm việc với 6 người vay với số tiền 660 triệu đồng. Qua đó, Lê Ngọc Quý và đồng bọn thu lợi bất chính trên 161 triệu đồng.